chào các em đã đến với kênh của chị Heo Xinh. Ngày hôm nay chị Heo Xinh sẽ lại vẽ một nàng công chúa vô cùng đáng yêu và xinh đẹp đấy các em ạ. Đầu tiên chị sẽ vẽ khuôn mặt và mái tóc của nàng công chúa đấy. Lần này chị sẽ vẽ mái tóc của nàng công chúa được cột lên trông vô cùng năng động và đáng yêu. Chị sẽ vẽ thêm một chiếc vương miệng nữa. Các em ơi, để cho chị có động lực làm thêm nhiều video nữa và nhận những video mới nhất của chị thì các em hãy nhớ nhấn vào nút like, nút subscribe và nhấn vào cửa chuông màu vàng để nhận thông báo nha. Và bây giờ chị sẽ vẽ một chiếc váy cho nàng công chúa và chị sẽ vẽ thêm chiếc nơ hình bông hoa vô cùng đáng yêu nữa này. Chị sẽ vẽ thêm vài trái tim để cho bức tranh sinh động hơn. Và bây giờ chị sẽ tiến hành tô màu cho bức tranh này. Đầu tiên chị sẽ chọn màu đỏ để tô cho phần miệng của nàng công chúa. Tiếp theo chị sẽ tô màu cho chiếc vương miện. Chị sẽ chọn màu vàng có nhũ. Và những vòng tròn ở trên chị sẽ chọn màu nhũ bạc. Tiếp theo, chị sẽ tô màu da lên khuôn mặt và tay của nàng công chúa đấy. Khi đã phủ màu da lên rồi thì chị chợt nhận ra rằng tại sao mình không vẽ một chút nhũ mắt cho đôi mắt thêm long lanh hơn. Nên chị đã quyết định chọn màu hồng có nhũ để viền vào phần mí mắt, trông cho đôi mắt thêm lung linh hơn đấy các em. Và tương tự với đôi mắt còn lại thì chị cũng sẽ viền thêm màu hồng nhũ để cho đôi mắt thêm xinh hơn. Nhưng chị sẽ phải lấy bớt màu cát đã bị bám lên trên bề mặt giấy ra để chừa ra phần trống có độ kết dính để rải màu nhũ lên. Chị phải rất cẩn thận để viền thêm màu nhũ lên để không bị lem ra khắp khuôn mặt đấy. Chúng mình chỉ viền trong phần bầu mắt thôi. Tiếp tục chị sẽ tô cho mái tóc của nàng công chúa này. Chị sẽ chọn màu vàng cho mái tóc này nha. Và phủ màu trắng cho đôi mắt. Bây giờ chiếc nơ này chị nghĩ là chị sẽ tô màu đen có nhũ đấy các em ạ.
Chị nghĩ là chiếc đầm công chúa này chị sẽ tô màu hồng, vì vậy nên chiếc nơ màu đen kết hợp vào màu hồng sẽ trông vô cùng nổi bật. Bây giờ chị sẽ chọn màu hồng có nhũ để tô cho chiếc đầm này. Màu hồng có rất nhiều tông màu nên chị sẽ chọn màu hồng tươi một chút các em ạ. Màu này trông rất là nổi bật. Chị tính tô hai phần bồng của váy ở hai bên với màu khác, nhưng mà chị nghĩ là nếu mà chị chọn màu khác thì trông chiếc váy sẽ không có sự kết nối với nhau, không có sự liên kết, nên chị sẽ phủ hết màu hồng này luôn. Tiếp theo đến những trái tim nhỏ ở xung quanh bức tranh thì chị sẽ chọn màu cam có nhũ này, màu đỏ có nhũ. Màu hồng này sẽ khác màu hồng ở chiếc đầm một chút, nó sẽ nhạt hơn. Và màu cam đậm có nhũ. Bức tranh của chị đã gần hoàn thiện rồi đó các em. Mà chị chợt nhận ra rằng ở chiếc nơ còn thiếu, nên chị sẽ tô thêm điểm nhấn ở chiếc nơ. Chị sẽ chọn màu nhũ bạc để tô vòng tròn nhỏ này để tạo điểm nhấn nha. Rồi, cuối cùng thì bức tranh cũng đã hoàn thiện và không có điểm nào thiếu sót nữa. Các em có thấy nàng công chúa của chị vừa đáng yêu vừa xinh đẹp hay không? Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Xin chào và hẹn gặp lại.